Viện Đa khoa Hà Nội Viên Chăn, một bệnh nhân nữ 48 tuổi. Xin mời Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Viên Chăn sẽ trình bày cái ca bệnh này. Em xin kính chào toàn thể quý thầy cô và kẻ đồng nghiệp ở đất cầu. Sau đây em xin thay mặt Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Viên Chăn báo cáo các lâm sàng chẩn. Thông tin hành chính, bệnh nhân nữ 48 tuổi và đến lúc 20:27 phút ngày 25/9/2020. Lý do của việc là đau bút tay chân, sốt. Về tiền sử bản thân của họ đã tốt hơn 10 năm, tiêm insulin hỗn hợp 30/70 sáng 20 tối 10, tăng huyết áp 20 năm, không rõ huyết áp nền, bệnh nhân tự bỏ thuốc cách 2 tháng, gia đình khỏe mạnh. Theo lịch sử, cách đổi biến 3 ngày, bệnh nhân xuất hiện ho khan, kèm theo sốt nóng, sốt cao liên tục, đau nhức mỏi toàn thân, tê bì tay chân, hoa mắt chóng mặt, đầy đủ tư thế, buồn nôn buồn khan, không đau tức ngực, đã được nhận bình thường. Ở nhà tự uống thuốc paracetamol 4 cung đỡ, và việc điều trị trong tình trạng trên. Các bộ viện như tỉnh rất tốt, da đen mỏng trắng hồng, không cố không rút được da, hạch phía da không to. Đây là 160 mạch 112/9 phút, FPO 98 nhiệt 36/5, cân nặng 56 kg, nhịp thở 20/9 phút, không kéo cơ lốc, lồng ngực hai bên cân đối chế độ nhịp thở cố định hai bên, tim đập nhanh, cố cân hai bên không đầy, chạm tận bờ vai phải âm tính, cung cầu bằng quang không rút được tim của chủ. Được chẩn đoán xác định của chúng em là viêm phổi diễn biến đái tháo đường tăng huyết áp. Các kết quả trên lâm sàng của dịch bệnh nhân chúng em đã gửi đến trên hệ thống. Về nội dung tầm chẩn thì chúng em xin ý kiến các thầy cô về chẩn đoán và điều trị hiện tại chúng em đã thu thập chưa và hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân là như thế nào. Thì chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của chúng ta có hình ảnh được không? Có hình ảnh liên quan nữa. Vâng, xin mời chúng cho chiếu cái hình ảnh liên quan chúng ta cùng xem. Vâng, xin mời tiến sĩ Lê Tuấn Linh cho phân tích cái hình ảnh. Báo cáo thầy, đây là phim chụp cắt lớp vi tính ngực của bệnh nhân ạ. Đây là cái phim ở trên cửa sổ trung thất. Thì sơ bộ thì có hình ảnh là gì? Gồm có tổn thương là bóng tim, hình ảnh tim khá to, đặc biệt là cái nhĩ phải. Nó to hơn cả nhĩ trái, nó to gần bằng cả trung thất đấy. Và nó cũng tương ứng với tình trạng là có gan to, có giãn tĩnh mạch chủ dưới. Như vậy đó cũng là một cái tổn thương tim kèm ứ dịch ở cửa sổ của nhu mô phổi. Thì chúng ta có thể thấy là có hình ảnh cái tổn thương đông đặc của phổi và một số ổ đông đặc của thùy trên, cả thùy trên, thùy dưới của phổi kèm theo xẹp phổi giãn dài. Cái tổn thương đông đặc này thì phía ngoại vi nó có tổn thương là mờ kính, không kèm theo cái hình ảnh tắc của các nhánh phế quản chi phối. Như vậy đây nó tương đối điển hình của cái tổn thương viêm phổi thủy và có dịch màng phổi ở bên phải mức độ vừa, dịch dày khoảng độ 15 mm. Đấy là tổn thương ở trên phổi. Còn ở phần bụng của bệnh nhân thì đây là cái phim chụp cắt lớp vi tính bụng trước tiêm. Thì sơ bộ là không có hình ảnh giãn đài bể thận, không có hình ảnh sỏi hệ tiết niệu. Các bạn ấy đã đặt sông tiểu cho bệnh nhân rồi, có hình ảnh phù dưới da của bệnh nhân. Thế tuy nhiên ngay từ trên cái phim chụp trước tiêm này thì chúng ta thấy có hình ảnh nó là cái dạng thâm nhiễm nằm ở ngoại vi ở phần quanh thận hai bên. Thế cái này nó có thể gặp trong hai tình huống, một là các cái ứ nước thận cấp, hai là trong bệnh cảnh của viêm thận, bể thận cấp thì chúng ta đều có thể gặp hình ảnh này. Thế thì ở đây các bạn ấy cũng đã chụp có tiêm. Thế và trên cái phim chụp có tiêm, em sẽ chiếu luôn ở cái thì tĩnh mạch. Thì nếu nhìn kỹ thì chúng ta đã có thể thấy được những cái ổ mà nó ít mất thuốc mà nó lan ra từ cả tủy lẫn đến vỏ thận. Đấy, đặc biệt là ở phần dưới của hai thận ấy, những cái tổn thương xin phép phóng to này. Đây những cái tổn thương như này, nó hình tam giác đỉnh quay vào trong, ít mất thuốc thì đỡ tĩnh mạch sau khi tiêm mà lan ra tận vỏ thận, kèm theo cái thâm nhiễm ở quanh thận. Thì đây rất điển hình là một cái bệnh cảnh của kết hợp cả viêm thận, bể thận cả hai bên mà không có ứ nước thận. Thế thì như vậy kết luận lại là ở bệnh nhân này thì chúng ta có một phần phổi thì có tổn thương của viêm phổi cộng với hình ảnh tim to, đặc biệt là nhĩ phải, gan to, phù toàn thân kết hợp với cả một cái viêm thận, bể thận cấp. Xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Tuấn Linh cho phân tích các hình ảnh khá rõ của phổi, thận, tim, của gan, đúng không? Vâng, thì chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương nhận tiếp để cho ý kiến. Đây là bệnh nhân nữ 48 tuổi, có đường 10 năm rồi và theo tình trạng vào viện thì có HbA1c 10%, có nghĩa là bệnh nhân kiểm soát đường máu rất là kém, vào viện trong tình trạng đường máu rất là cao. Thế thì xin hỏi đầu cầu ở viên chăn ạ, là lúc vào các bạn dùng ngay insulin mix hay là các bạn dùng insulin nhanh sau đó các bạn mới chuyển sang insulin mix ạ? Vâng, xin mời đầu cầu viên chăn. Dạ, chúng em xin trả lời là đầu tiên là thì chúng em dùng insulin nhanh, sau đó là chúng em chuyển sang insulin chậm. Về nội tiết thì em thấy là hoàn toàn đồng ý với các bạn là trước mắt là với bệnh nhân mà vào trong tình trạng mà đường máu cao như thế thì và trong tình trạng nhiễm trùng nặng như vậy thì chúng ta sẽ dùng insulin nhanh để kiểm soát đường máu. Thế tuy nhiên là đến hiện tại thì bệnh nhân vẫn cái tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân chưa ổn định hẳn. Thì về mặt về điều trị của đường thì vẫn khuyến cáo là các bạn nên dùng insulin 4 mũi, dùng phác đồ bolus và khi nào bệnh nhân ổn định hẳn chúng ta có thể xét chuyển insulin 2 mũi để cho bệnh nhân ra viện. Em xin ý kiến các thầy tiếp về phần hô hấp và phần về hô hấp xin mời tiến sĩ Lê Hoàng cho ý kiến ạ. Kính thưa thầy Việt, kính thưa các thầy cô, kính chào các bạn là đầu cầu Hà Nội Viên Chăn. Chúng ta có bệnh nhân nữ 48 tuổi vào viện vì có ho, sốt. Các bạn khám thấy có tổn thương, có ran ẩm, ran nổ ở phổi và cái hình ảnh các lớp vi tính động ngực thấy Linh vừa phân tích thì chúng ta thấy có các cái hội chứng động mạch phế nang. Như vậy thì về chẩn đoán, chúng ta chẩn đoán đây rõ ràng là cái viêm phổi. Và ở trên một bệnh nhân tiểu đường thì các cái nhiễm trùng, nó nhiễm trùng hô hấp là khá là phổ biến. Một câu hỏi tôi muốn quan tâm mà các bạn trả lời giúp đấy là trong vòng 3 tháng vừa qua thì bệnh nhân của chúng ta có đến phải nằm viện tại một cơ sở y tế nào đấy không ạ? Thưa thầy là trong vòng 3 tháng trở lại đây thì bệnh nhân khỏe mạnh, bệnh nhân không phải đến bệnh viện nào để khám bệnh? Vâng, tôi hỏi như vậy vì nó liên quan đến các cái chẩn đoán đấy là viêm phổi cộng đồng hay là viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế. Như vậy của bệnh nhân của chúng ta trong vòng 3 tháng rồi thì không có các cái phải nằm viện trong cho nên là chúng ta vẫn nghĩ đến là một cái viêm phổi cộng đồng trên một bệnh nhân mà đái tháo đường không được kiểm soát được máu. Thế tôi hoàn toàn đồng ý với chẩn đoán của các bạn đấy là viêm phổi. Thế còn về phần điều trị thì cũng xin ý kiến của thầy Đạt. Thầy Đạt sẽ cho thêm các ý kiến về lựa chọn kháng sinh ở trong trường hợp này. Em xin hết ạ. Vâng, tôi xin mời bác sĩ Phúc Quốc Đạt của trường truyền nhiễm nhé. Chúng ta cho ý kiến thêm về cái điều trị này. Kính thưa thầy Việt, kính thưa các thầy cô và các anh chị. Về cái trường hợp này chúng ta thấy như phân tích của thầy Linh thì bệnh nhân có một cái biểu hiện của viêm phổi tùy kèm theo bệnh nhân có một cái tình trạng nhiễm trùng nặng. Nên đối với cả chúng tôi thì tôi nghĩ rằng là chẩn đoán phù hợp cho bệnh nhân này đấy là một bệnh nhân có viêm phổi nhiễm khuẩn huyết. Lý do là tổn thương chúng ta không chỉ thấy bệnh nhân có tổn thương ở phổi mà cả thận, gan cũng như các cơ quan khác cũng đều đã tổn thương rõ ràng. Và đặc biệt nếu mà chúng ta xem xét về các cái diễn biến của tiểu cầu thì nó rất phù hợp với cả một cái trường hợp bệnh nhân có nhiễm trùng nặng. Câu hỏi đặt ra là ở bệnh nhân này thì căn nguyên nào là căn nguyên gây bệnh cho bệnh nhân? Thì giống như tiến sĩ Hoàng cũng đã có hỏi thì tôi nghĩ trong trường hợp mà bệnh nhân này là một bệnh nhân có nhiễm trùng tại cộng đồng thì căn nguyên phù hợp nhất ở bệnh nhân này có hai loại. Thứ nhất có khả năng là bệnh nhân nhiễm phế cầu và thứ hai là bệnh nhân nhiễm các vi khuẩn gram âm, thì đặc biệt là những bệnh nhân mà tiểu đường không được kiểm soát. Về vấn đề điều trị thì tôi đã thấy là các anh chị đã điều trị ban đầu cũng rất là phù hợp bởi vì chúng ta đã sử dụng một kháng sinh có tác dụng với cả vi khuẩn gram âm, kèm theo chúng ta cũng đã bao phủ các vi khuẩn không điển hình mà chúng ta nghi ngờ, và hai cái kháng sinh này thì đều có tác dụng tốt với cả phế cầu, do đó những cái diễn biến tốt lên của bệnh nhân càng khẳng định cái việc điều trị của chúng ta là phù hợp. Vậy thì chúng ta cần làm gì tiếp trong trường hợp này? Tôi nghĩ rằng đối với một bệnh nhân này thì một cái liệu trình kháng sinh trong khoảng vòng 10 ngày là đủ để có thể điều trị và kiểm soát được nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó thì các anh chị sẽ cần phải xử lý các cái vấn đề liên quan tới kiểm soát đường huyết và các biến chứng khác của bệnh nhân. Và về lâu dài thì cá nhân tôi sẽ có một cái khuyến cáo cho bệnh nhân này là bệnh nhân này nên được tiêm phòng vaccine phế cầu
và cùng với đó thì bệnh nhân nên được tiêm phòng vaccine cúm hàng năm để chúng ta giảm thiểu các cái yếu tố nguy cơ do bệnh nhiễm phế cầu xâm lấn. Bởi vì bệnh nhân này chúng ta thấy là cái phế cầu có lẽ là tôi sẽ đặt chẩn đoán cao hơn cái những khuẩn gram âm khác, vì bệnh nhân có khởi bệnh ở đường hô hấp kèm theo cái tổn thương phổi rất rõ ràng của tổn thương phổi thùy, kèm theo bệnh nhân lại có tràn dịch màng phổi, tức là cái tổn thương ở kế cận và những cái tổn thương lan tỏa khác. Vâng, xin hết ạ. Cảm ơn sư phụ cả. Bây giờ xin mời thạc sĩ Vũ Hồng Vân chuyên ngành thần kinh có câu ý kiến gì? Kính thưa thầy Việt, kính thưa đồng nghiệp, cho tôi xin hỏi một câu là tôi cũng chưa rõ là thần kinh thì xin hỏi vấn đề gì ạ? Các bạn hỏi hỏi cụ thể vấn đề gì về thần kinh ạ? Dạ em kính thưa cô, là sau đến ngày thứ tư điều trị thì tình trạng của bệnh nhân có tình trạng kích thích nhiều và bệnh nhân kèm theo có vật vã, thì chúng em xin hội chẩn thêm ý kiến thần kinh. Thế hiện tại bây giờ hiện tại dạ cô, là sau khi điều trị thành em thì bệnh nhân ra viện thì tình trạng bệnh nhân tốt lên và bệnh nhân không còn cái triệu chứng của kiểu càng mệt mỏi của đâu. Nhưng mà chúng ta bị rồi, trạng não không vấn đề gì cả, không có máy cứng, không có chú, không có tiến triển về não. Mà bệnh nhân ra được tốt rồi. Các bạn có thể hỏi thêm. Vậy thì các bạn xin chân thành cảm ơn xin các thầy cô. Vâng. Thì ở đây nhé, tôi thấy là nếu mà thần kinh trước nó vật vã, thích thì nó ổn rồi thì chắc là về thần kinh không có vấn đề gì. Qua ý kiến của tất cả các cái chuyên gia vừa rồi đấy, thì tôi thấy có một vấn đề thế này. Hiện nay tức là các bệnh mà nó gọi là bệnh không lây nhiễm, trong đó ở bệnh nhân này vừa có tăng huyết áp, vừa có đái tháo đường, hai cái bệnh mà càng ngày chúng ta càng thấy là nó phổ biến quá. Nhưng chúng ta rất là buồn với bệnh nhân này là gì? Là tăng huyết áp 20 năm rồi, nhưng mà tự bỏ thuốc, đúng không? Tự bỏ thuốc 2 tháng nay, tôi thấy là cũng là rất là đáng trách ở các cái trường hợp đó. Và không cứ bệnh nhân này, chúng tôi có tiếp xúc khá nhiều bệnh nhân lại bảo là thế tôi lại tưởng là bác sĩ cho thuốc thì nó khỏi rồi, đúng không ạ? Người ta tưởng là tăng huyết áp và cho thuốc nó xuống cái là khỏi. Thế thì là đấy là nhiệm vụ của chúng ta có lẽ cần phải giải thích kỹ hơn cho người bệnh. Chúng ta biết là thế này, nhất là cái trường hợp mà đái tháo đường, đúng không ạ? Đái tháo đường ấy, thì nó là gây tổn thương vữa xơ động mạch. Đái tháo đường nó là một cái môi trường tạo điều kiện cho tất cả các nhiễm trùng khác. Và trong trường này nó y rằng bệnh nhân này là có nặng lên bởi cái tình trạng của viêm phổi. Thì không những viêm phổi, chúng ta thấy là quay người phân tích lại có cả viêm thận bể thận nữa. Thì tất cả các chuyên gia vừa rồi đã trao đổi, có thấy là cái điều trị của chúng ta tôi cho là vừa rồi cũng tương đối tốt, thì tình trạng nó cũng khá lên. Tuy nhiên là bây giờ có làm cần làm thêm cái gì không và cái điều trị có gì cần chú ý, thì tôi thấy thêm có một vấn đề là thế này. Chúng ta thấy là ngay từ lúc nãy đấy, đúng không ạ? Bệnh nhân không phải là chỉ có dịch của màng phổi, bệnh nhân lại có cả phù, bệnh nhân có gan to, mà bệnh nhân thấy có các buồng tim nó cũng to, tức là nó đã có suy tim rồi. Thế nên những trường này rất cần phải làm cái siêu âm đốt đai tim để ta đánh giá về cái kích thước và chức năng của tim. Và tôi nói luôn là những bệnh nhân mà tiểu đường và tăng huyết áp nữa thì cái tổn thương xơ vữa các động mạch, nhất là cái tổn thương mạch vành thường nó cũng có. Tuy nhiên tôi lại cũng trao đổi với anh em là cái tổn thương mạch vành ở người đái tháo đường thì rất là điển hình, rất là thường gặp, nhưng mà nó lại gì? Triệu chứng lâm sàng thì thường đau là không rõ, điện tâm đồ thường là không điển hình, có thể là nhiều mạch cùng tổn thương, các vector khử cực nó lại triệt tiêu nhau, đúng không ạ? Trong trường hợp đó thì mình đánh giá cái siêu âm tim và để xem là có dối loạn vận động vùng không, đánh giá xem cái chức năng co bóp của tim như nào và các cái triệu chứng. Nếu mà chúng ta nghi ngờ, đúng không ạ, thì chúng ta nên tiến hành có các thăm dò mạch vành kỹ hơn. Nhưng mà trước mắt là làm cái siêu âm tim để đánh giá về kích thước và cái chức năng tuần thu của tim. Về mặt điều trị đấy, thì tôi thấy có một cái anh em nên chú ý, đó là gì? Trong cái việc điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân thì tôi thấy ở bệnh nhân này ngay từ lúc vào nhịp tim rất nhanh, đúng không ạ? Nhịp tim rất nhanh ở trong tất cả trường đó mà chúng ta lại điều trị amlo thì chưa phù hợp. Vì sao? Amlo là một thuốc chặn kênh canxi, amlo nó hạ huyết áp tốt, hạ huyết áp nhanh, tuy nhiên là amlo nó có tác dụng phụ
là nó làm nóng bừng mặt lên, nhịp tim thì nhanh, và nếu dùng lâu ấy, thì thường giữ nước. Mà bệnh nhân này đã phù rồi, người ta lại dùng cái thuốc mà nó giữ nước thì nó không hay lắm, đúng không ạ? Trong các trường hợp mà nếu mà chúng ta thấy đặc biệt là đái tháo đường thì các thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể AT1 angiotensin thì người ta ưu tiên sử dụng cho các bệnh nhân, cho bệnh nhân tiểu đường. Thế trong nếu không có, đúng không ạ, thì ta dùng các cái nhóm thuốc khác, ví dụ như là chạy beta rau cải, hoặc là các thuốc tác động thần kinh trung ương, hoặc là bản thân các cái loại tiểu quay vân vân, thì nó thích hợp hơn trong cái điều chỉnh về về huyết áp thì chúng ta có một lưu ý như vậy. Và về cái ca bệnh này thì anh em của bệnh viện chỗ Hà Nội Viên Chăm, chúng ta thấy là đã trao đổi như thế được chưa, và chúng ta có muốn hỏi gì nữa không? Dạ, kính thưa các thầy cô, mà chúng em đã hiểu và chúng em cũng không có câu hỏi gì theo. Chúng em xin cảm ơn các thầy cô. Vâng ạ, vâng, xin cảm ơn bệnh viện Đa khoa Hà Nội Viên Chăm. Bây giờ chúng ta nếu không ai có ý kiến gì nữa, chúng ta xin chuyển sang